I wonder, they can use comparison with adjective and noun. They can know how to express belief and say they don't know. And students also have chance to learn vocabulary for geography. They also can use superlative with adjective and noun too. At the end of the lesson, students will read and discuss an article about fascinating places. They write a paragraph about a natural wonder in their country. Okay, and I hope that at the end of the lesson, the student can compare human-made structure and they can express the belief and say that they don't know something. Students can ask and talk about geographical feature too. Okay, now we move to the first one. As you see on the screen, we come to the part A, older, taller, and more famous. We have changed to talk about a human-made wonder. So what do you think the phrase human-made wonder means? What do you think the phrase human-made wonders mean? Tắt máy lại nhìn mẹ. Cơ mẹ là chiên xong rồi nha. Hello. Human may wonder. What does it mean? I think that is some like beautiful wonder made by human. So wonder, this is seem a new word, right? So yes. Can you use another phrase to help your friend to understand the phrase wonder? So let's I have you, right? Yeah. And other students in the class. So human make wonder, they are interesting things like bridge, like tower, like stadium, like plaza, okay, or like skyscraper, I mean tall building. That people have made. So they are called human-made wonder. In the box, there are eight new words. And I will ask you some questions to check your understanding. What is a bridge? What is a bridge? Is? Number seven. It is again. Number seven. Oh, cô không hỏi là bạn làm mà cô đang kiểm tra về cái việc bạn hiểu nghĩa những từ này bằng cách là sử dụng những cái cụm từ tương đương hoặc là một cách giải thích cực kỳ đơn giản để người khác hiểu trước khi mình làm bài ạ. So what is a bridge? For example, I say bridge go over water. Bridge go over water. Over water. Bridge connect to PC of land. Something like this. Okay, so what do people do in a stadium? What do people do in a stadium? Stadium. They watch a football match. Yes, very good. They can watch football match there. Good. Anything else? They can play sport. Oh, okay. Play soccer, play sports, anything else? You can see in a stadium. They often hold a music festival. Yes, exactly. They often hold music festival in the stadium, or they often hold a special and big event in the stadium. Very good. So, can you tell me some city that have a subway system?
the Vietnam have a subway system? No. No. No, not yet. Okay, maybe we say not yet. Okay. So what are some city that have a subway system? Seoul. Singapore. Singapore. Yeah, it's a country. Okay, Singapore. Malaysia, Bangkok. But Malaysia is the name of the country. But I asked you about some city. Kuala Lumpur and Bangkok. Okay, good. Good. Yeah. Or Tokyo. Again. Tokyo in Japan. Oh, in Japan. In Japan, on we can find subway system, a complicated subway system in Japan. I mean, in every place in Japan, not only one city, right? So what is a skyscraper? Skyscraper. What is a skyscraper? Skyscraper. A building is very high. Again. A building in a city is very high. Yes, very good. A building in a city, that is very high. Okay. So a very, very tall building. Oh, a very high building. Good. Okay, thank you. Okay, this time for you to match the word, to label the picture with the correct words. Đây là lúc mà bạn nối những cái bức hình này với những cái từ đúng. Bạn có 2 phút ha. Plaza. Subway system. Tower. Okay, so number one, what is it? Tunnel. Oh, tunnel. Do you agree with her? Tunnel. Canal. Bạn đang nói từ đó đúng không? Yeah. Canal. Okay, good. Number two. Skyscraper. Oh, skyscraper. Yes. Number three. Tunnel. Tunnel. Mm-hmm. What is the famous tunnel in Vietnam? Bạn ơi, các bạn đang ở xuống hay sao á? Tắt mic dùm. Okay. What is the maybe a famous tunnel in Vietnam, you know? Hải Vân Tunnel. Hải Vân. Exactly. Exactly. Very good. You understand the meaning of the new word. Okay, number four. Tower. Exactly. Tower. Do you know any tower in Vietnam? Not exactly, right? Okay, number five. Subway system. Good. Subway system. Number six. Stadium. Can you name a famous stadium in Vietnam? Meeting stadium. Very good. Okay, number seven. Bridge. Very good. Bridge. And number eight. Plaza. Plaza. What does it mean? Plaza nghĩa là gì trong tiếng Việt mà? Cái từ plaza này á, nó có nghĩa là quảng trường lắm, nó có một phần nghĩa đó là quảng trường nơi tụ tập của nhiều người.
nếu như nó kết hợp với một số cái danh từ ở phía trước nó thì plaza còn có nghĩa là một cái tòa nhà rất là lớn, rất là đẹp à, mà nơi đó người ta có thể dành một số mục đích, ví dụ như mua sắm hay tổ chức sự kiện thì người ta dùng chữ plaza ở đó luôn ha. Ok, so thank you. I hope that you can remember this vocabulary. Now we move to the next one, language in context. The purpose of this part is you can see the comparison with adjective and noun in the context. Mục đích của bài này là gì? Họ cho các bạn có một cái nhìn, thấy được cái việc mà người ta sử dụng so sánh với tính từ và danh từ trong thực tế, trong cái ngữ cảnh, trong ngữ cảnh của một bài viết hay một bài nói hay là một cuộc hội thoại, để các bạn có một cái review nhất định về cái ngữ pháp mà mình sắp được ôn ha. Ok, so two amazing view. So you have to listen and then you answer the question, which view does the site recommend? Which view does the site recommend? Page 44, exercise 2, language in context, two amazing views. Which is better, the view from the top of the Empire State Building or Rockefeller Center? Good question. The Empire State Building is older, taller, and more famous than Rockefeller Center, so it gets more visitors. But the lines to get to the top of Rockefeller Center aren't as long as the lines at the Empire State Building. Tickets are more expensive, but I think the view is better. You can see Central Park on one side and the Empire State Building on the other. Okay. So, which view does the site recommend? Hello. Hello. Which view the site recommend? Central Park. Sau khi mình đọc xong thì mình đoán chừng câu đáp án cho con này là gì? I think the answer is Rockefeller Center. So you think that Rockefeller Center mean that? Yes. Oh, how can you know? Because the sunset is, but I think the view is better. Only this phrase, the view is better. How can you know it belongs to Rockefeller Center, not Empire State Building? Because the light to get up the top. Get to the top of the Rockefeller Center as long as the light at the Empire State Building. Okay, and, so it is. I see. So the Rockefeller Center get least visitor, right? Get least visitor, and yes, the ticket are more expensive. But how about the view? It's great. It's better than the view from Empire State Building. Why? They said that if you go to the top of the building and you can see the Central Park on one side, and you can also enjoy the, you can also see the Empire State Building too on the other, right? Thank you. So how about us? You live in many places in Vietnam, right? For example, you can live in Ho Chi Minh City, Hà Nội, Lạng Sơn, Đà Lạt, Đắk Lắk, okay, etc. So where can you go in your town or in your city for great view? And have you ever been there? Depend on your place, where you live. You think about one place in your town or in your
countryside. Hello? Who from Ho Chi Minh City? Who are living in Ho Chi Minh City? I think Landmark 81 have great view. Good. Landmark 81 has a great view. Mm-hmm. Have you ever been there? Yes, I have. So you go up to the top and enjoy the view? Yes. You can see on tower, you can see on Ho Chi Minh City. Okay, you can see you can see the whole city. Okay, I see. Yeah. I have never been there, but I have been to the top of the Bitteco, not Landmark. Mm-hmm. And I also enjoy the great view too. Mm-hmm. Mm-hmm. Landmark 81, Landmark 81, cao hơn cô, taller than Bitteco Tower. Okay. I see, I know, thank you. Good. Tôi rất là thích bạn này ha, bạn cố gắng diễn đạt ý ha. Good, good job. How about all the students? Hello. I have ever been Bitteco Tower in the 49th floor. Yeah. And what did you do when you went there? Sorry. Cố gắng làm gì? Mình nói xạo cũng được. Cô bà không có quan tâm lắm đâu, nói thiệt. Cái cô quan tâm là mình dùng cái ngôn ngữ của mình diễn đạt ý sao mà cái người nghe họ hiểu là được. Và hiểu ý con, mình đừng có quan trọng. Yeah. On 49th floor, I can see over the city, over the city. I order a coffee. And then blah blah blah. A glass of wine, a glass of champagne, something like this. Yeah. The food and beef bread are so expensive. Yes, đó. Cái cô muốn bạn là diễn tả ví dụ như tôi đến đó với bạn gái của tôi, chúng tôi chọn cái view đẹp nhất, ví dụ như vậy. Cái mà tôi mong đợi là sẽ nói điều đó. Mặc dù bạn điều đó đúng hay không tôi không quan trọng. Tôi chỉ quan trọng là bạn dùng được cái ngôn ngữ đó mà tự tin mình nói. Còn thường là mình sẽ bị cái vấn đề là mình không biết nói gì. Mình cứ đâm như một ý thôi mà mình quên cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Bạn sẽ có xu hướng là ngồi đó bạn nghĩ tôi sẽ tận hưởng một cái này nọ thôi, và đôi lúc mình không có đủ từ vựng thì mình sẽ trẻ vào một hướng khác mà người khác cũng cảm thấy thú vị với cái nội dung mình đưa ra. Ok, how about other city? Còn những thành phố khác thì sao hả? Không ai nói gì để tôi biết gì về thành phố khác hết vậy ta? I live in Binh Hoa City. There is so that is the tower. Bạn ơi, bạn nói nhỏ lắm luôn á. Bạn có thể nói to lên lần nữa không ạ? I live in Binh Hoa City. There is so that is the tower. Okay. Okay, thank you. Thank you. Good. Good job. Okay, now we move to the next one, comparative. Ở cái phần này thì cô sẽ ôm lại cho các bạn về phần ngữ pháp nha các bạn. Và phần ngữ pháp này nó liên quan tới so sánh hơn, là một cái mà bạn rất là quen thuộc rồi. Thì cô sẽ đi sơ nhanh qua thôi ha. Okay, comparative. Ở đây mình sẽ đi qua dạng so sánh. So sánh thì có một cái hình, một âm tiết. Ví dụ một âm tiết mà mình phát âm ra như là chipped, hay là short, hay là long. So that all of these words are called one syllable adjective. Đây là những tính từ có một âm tiết thôi và mình phát âm ra có một âm tiết. Còn âm gió thì bạn đừng tính nha. Ví dụ tôi phát âm là short
Thì cái ch đó là âm đuôi bạn nhé, cái này không tính là một âm tiết. Được chưa? Thì người ta gọi nó là tính từ ngắn. Bây giờ khi mình so sánh á, thì đối với tính từ ngắn thì mình thêm er, sau đó mình thêm den. Ví dụ như là cheaper. Thế thì mình thử đặt câu xem nào. Bạn đặt cho tôi một câu, trong đó bạn dùng so sánh hơn. Rồi tôi đặt trước một câu cho các bạn thấy nó dễ lắm. Ví dụ như là Hannah is taller than Lisa. Hannah is taller than Lisa. Bạn khác nè. My car is cheaper than him. My car is cheaper than him. Được ông ta. Than his. Than his. Đúng rồi. Đang, một là bạn nói chữ his. His ở này cô sẽ hiểu nó là đại từ. Còn không thì bạn sẽ dùng sở hữu là his cộng với là chữ car. Và nếu mình lặp lại ở trước là my car và sau his car thì nó dở, thì mình có thể lặp là his one cũng được, hoặc là his không cũng được. Rồi. Thank you. Tiếp tục ạ. À. Đang ổn ạ. À. My wife is faster than me. My wife is faster hả bạn? Tính từ của bạn là gì tôi không nghe rõ. Chân ngờ. Faster. Faster hay là butter? Faster. Faster. Người tiếng Việt là gì vậy bạn? Mập hơn. À, my wife is faster than me. Rồi, coi chừng cái trưa nay là nhìn ăn cơm nha. Không ai cho nấu cơm nha. Ok, thank you. Bây giờ mình có thể so sánh hai thành phố được không ạ? Mình nâng độ khó hơn một chút xíu ạ. The Ho Chi Minh City is larger than Hà Nội City. Very good. Are you sure about the information? Ho Chi Minh is larger than Hà Nội City, Hà Nội capital. Yeah. Bạn chắc là Hồ Chí Minh lớn hơn Hà Nội không? Yeah, I'm sure. Sure? Yes, based on... No. No. Yeah. Ai đó hỏi bạn là thành phố nào, nơi nào rộng nhất ở Việt Nam xét về diện tích thì bạn phải nói đó là Hà Nội nha bạn. Hà Nội trước đây là nhỏ nhưng mà Hà Nội mới sáp nhập rất là nhiều quận Hà, đông người này, rộng hơn không? Chính xác. Yeah. Bây giờ trên thực tế là Hà Nội đang rộng hơn nếu bạn dùng từ Hà Nội này. Và bạn dùng từ thành phố Hồ Chí Minh thì Hà Nội đang bự hơn Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh xếp thứ hai và thành phố nào xếp thứ ba ạ? À? Nơi nào xếp thứ ba ạ? À? Đồng Nai quá. Đồng Nai ở đâu ra bạn? Không, Đồng Nai không có cửa đâu. Bình Thuận. Không, Bình Thuận nhỏ bạn. Bình Thuận không vô. Có một cái bạn hơi bất ngờ, có nhiều gọi là to mặt lớn rồi đó lắm đó nha. Có nhiều người ta dùng mấy cái từ gọi là Quảng Ninh đúng không? Dùng từ mà ông gì mà Nghệ An ạ? Không, An không phải, Hải Phòng. Chính xác, Hải Phòng. Hải Phòng là lớn thứ ba nha bạn. Nếu mà ai hỏi bạn là bạn đừng nói Hồ Chí Minh lớn hơn Hà Nội là người ta cười mình đấy. Hồ Chí Minh là đứng thứ hai thôi. Hồ Chí Minh đứng thứ hai thôi, Hà Nội đứng thứ một. Anh Hà Nội anh ghê lắm bạn. Cỡ này anh cũng đứng số một ạ. Nếu anh đứng số hai anh phải làm sao đứng số một. Rồi câu bạn á là đúng về mặt cấu trúc ngữ pháp, nhưng xét về mặt ngữ nghĩa thì nó chưa đúng lắm, nhưng mà vẫn ok ha. Ok, now we come to two or more syllable. Hai hoặc là nhiều âm tiết. Hai có nghĩa là mình phát âm hai âm. Hai là phát âm hai âm. Ví dụ mình phát âm là fun loving, hay là mình phát âm là handsome, hay là mình phát âm là expensive, thì được gọi là hai âm tiết. Ngoại trừ một số tính từ có hai âm tiết tặng cùng bằng y dài. Ví dụ như friendly tặng cùng bằng ow như là narrow, hay tặng cùng bằng et như là quiet. Ví dụ một số cái đặc biệt thì nó sẽ rơi vào dạng đặc biệt khác, liền lát nữa cô nói. Nhưng mà nói chung là từ 2 cho tới 3 âm tiết thì bạn dùng so sánh hơn. Với tính từ dài là bạn dùng more cộng adjective cộng than trước đi ha. More cộng adjective cộng than. Nhưng mà nói sao ạ?
This one is more expensive than that one. Yes, very good. Next. In this job, I have more experience than you. Oh, bạn đang dùng với danh từ. Lát nữa mình qua danh từ more experience. Thì bạn đang ở cái khu danh từ experience, đang ở danh từ. Chứ không phải là tính từ, mà ta đang ở khu tính từ. Câu bạn không sai, nhưng mà nó ở khác khu thôi. Cho cô tính từ đi ạ. Experiment. Không, bạn đang dùng động từ have mà. I have mà. Làm sao mà bạn đi tìm tính từ ra được? Đúng không? Learn is careful. Again, again. Lan is more careful than me. Oh, Lan is more careful than me. Good, good job. Rồi, bây giờ mình qua cái so sánh với danh từ này. Là cái bạn hồi nãy làm đó bạn. Thì đối với danh từ thì ta lấy một cái động từ thường. Ví dụ như bạn hồi nãy dùng chữ I have. Have là động từ thường. Thì trong ngữ cảnh này, tùy theo ngữ cảnh, thì động từ thường có thể dùng để so sánh với trạng từ. Cũng có thể so sánh với danh từ. Thì trong trường hợp này cô tập trung vào so sánh với danh từ ha. Thì mình sẽ có cấu trúc là verb plus more plus now plus then, right? The city get more visitor than that city. Rồi cho cô một ví dụ nè. Bạn hồi nãy bạn nói là in this area, in this job, I have more experience than you. Rồi cho cô một ví dụ khác nè. I have more money than him. Nghe buồn luôn á. Rồi SS. Cấu trúc SS là cấu trúc so sánh bằng bạn. Bây giờ đối với câu so sánh hơn ở trên thì ta có thể viết lại bằng cách so sánh bằng. Ví dụ bạn nói là nhà của tôi thì lớn hơn nhà của bạn, thì có nghĩa là nhà của bạn không lớn bằng nhà của tôi. Your house is larger than mine, so my house is not as large as yours. Bạn hình dung chưa? Mình viết ngược lại. Thế là bạn nào cho tôi một câu như so sánh bằng hả? Mình nói rằng là Hà Nội thì không có thú vị bằng Hồ Chí Minh City, thì mình nói sao ạ? Hanoi isn't as exciting as Hồ Chí Minh City. À, câu này chỉ là theo quan điểm đó nha. Sự thú vị thì nó chỉ theo quan điểm thôi. Không có điều nào là đúng hết. À, mình chỉ xác định là đúng về mặt ngữ pháp. Thú vị thì cho mọi người thích. Người khác thì có thể nói Hà Nội thú vị hơn. Đó là bình thường thôi. Next. Rồi, bây giờ lát nữa mình ráp vào trong bài tập, sau đó mình sẽ đặt nhiều câu hơn ha. Bây giờ bạn chú ý ở đây, đây là so sánh của những cái tính từ đặc biệt ha các bạn ha. Ngoài ra thì có một số tính từ có hai âm tiết mà có thể sử dụng với cả hai cách là so sánh ngắn và so sánh dài đều được. Như là clever hay là gentle hay là friendly hoặc là quiet. Các bạn chụp màn hình giùm cô ạ. Ví dụ cô sẽ so sánh với IA là cô ghi là cleverer, hoặc gentler, hoặc là more gentle đều được, friendlier. Nhưng mà người ta hay phổ biến là sao? Người ta chuyển qua dạng ngắn nha bạn. Phổ biến nhất là ngắn đối với những tính từ này. Rồi bây giờ bạn hãy so sánh thử cho cô nè. Từ từ, cái này. Bây giờ bạn làm bài tập ở phần này cho cô ha. Ở đây người ta cho bạn hai cái tunnel, bạn đọc cái số liệu. Và bạn buộc phải ghi ra những cái câu so sánh bằng hoặc là so sánh hơn hoặc là so sánh với danh từ tùy thuộc vào ngữ cảnh. Cái này bạn phải viết ra cho mình ha, và để bạn so sánh. Cái này nó cũng liên quan tới thi đó nha bạn. Rồi các bạn làm cho mình bài này một cách nghiêm túc ha.
Rồi, bây giờ mình sửa các bạn ha. Khi bạn thấy cái chữ cause là bạn nghĩ tới cái việc nó là có thể so sánh với danh từ rồi đấy. Làm bài chưa các bạn? Yes. The Lincoln Tunnel has more cars than our Holland Tunnel. Again, again. The Lincoln Tunnel has more car than Holland Tunnel. Okay, good. Còn thiếu chữ H đây nữa ha. Thì ở đây mình sẽ nói là The Lincoln Tunnel. Yes, more cars each day than the Holland Tunnel. Tôi không thích dùng chữ guess, tôi có thể dùng chữ gì ạ? Has. Has. Hai cái đều được bạn ha. Each day có nghĩa là cái số lượng xe vào thành phố mỗi ngày. Okay, number three, long. And we have the Holland Tunnel first. The Holland Tunnel is longer than the Lincoln Tunnel. Mm, good. The Holland Tunnel is longer than the Lincoln Tunnel. Mm, so great. Good. How about wider? The Holland Tunnel isn't as wide as the Lincoln Tunnel. Very good. The Holland Tunnel isn't as wide as the Lincoln Tunnel. Do cái danh từ nó để phía trước hay sau mà ta buộc phải chọn một cái cấu trúc phù hợp ha, để so sánh. Number 5, we have Lincoln Tunnel with the noun lane. Be careful, lane. Làng đường các bạn. The Lincoln Tunnel has more number of traffic lines than Holland Tunnel. Okay, good. So we should write have more lanes or more traffic lane. More traffic lane or more lane. Okay. Number là do người ta đếm để cho mình có dữ liệu để mình so sánh. Còn mình chỉ cần nói là có nhiều làn đường hơn thì mình là the Lincoln Tunnel has more lane or more traffic lane than the Holland Tunnel. Good. Next. The Lincoln Tunnel is more expensive than the Holland Tunnel. Is more expensive than the Holland Tunnel. Có vẻ nó không có đủ. No, I think it's the Lincoln Tunnel way more expensive to buy than the. Way more là gì bà? Từ từ. Way more là gì? Way là lãng phí đó phải không bà? Yeah. Way is more expensive, gì nữa bạn? To build than the Holland Tunnel. Rồi, bây giờ cô đọc lại câu của bạn này. The Lincoln Tunnel waste more expensive to build than the Holland Tunnel, đúng không ạ? Yeah. Rồi, các bạn nhận xét gì câu của bạn này ạ? The Lincoln Tunnel waste more expensive to build than the Holland Tunnel. Cái này đâu có dùng từ lãng phí được không? Này nó to hơn, sao? Rộng hơn thì dùng từ lãng phí thì nó hơi. Cái này phải dùng cái từ cost. Bạn nói là. Yeah, cái cost. Đây là cái phí để mà xây dựng. Người ta đang dùng chữ phí xây dựng danh từ. Bạn này bạn dùng cái chữ waste là lãng phí. Phải xét vào nghĩa có phù hợp không ạ? Dùng là it cost more. It cost more. Yeah, it cost more. Nhưng mà bây giờ người ta cho chữ expensive mà bạn. Hiểu ý tôi không? It's more expensive. Bạn nói là it cost more expensive. Nhưng mà cái câu này nó nhất định nó bắt đầu bằng the Lincoln Tunnel mà. Chứ nó có bắt đầu bằng the cost đâu. The Lincoln Tunnel cost is expensive. It's more expensive. The Lincoln Tunnel cost is expensive more, you know, more, it's more expensive.
À, tôi hiểu ý bạn, có nghĩa là tôi sẽ phải add ở đây để tôi làm sở hữu đúng không? The Lincoln Tunnels cost is more expensive. Is more expensive than the Holland Tunnel. Then the cost of the Holland Tunnel. Ok, nghe cũng được á. Nghe cũng được các bạn. Rồi. Còn có cách nào khác không ạ? The Lincoln Tunnel build more expensive than the Holland Tunnel. Cái câu bạn này và cái câu hồi nãy của các bạn đầu tiên nó gặp một cái vấn đề, có ai phát hiện gì không ta? Ai phát hiện cái lỗi nào trong hai cái câu này không ạ? Động từ đi với chuyển từ. You were. Đúng rồi, bạn này rất là giỏi. Động từ, ví dụ như bạn đầu tiên dùng cái động từ là waste. Bạn thứ ba, thứ tư này này thì bạn dùng động từ là build. Thì muốn so sánh thì phải dùng trạng từ để so sánh. Nhưng mà bạn vẫn tiếp tục dùng tính từ là sai. Tính từ không bổ nghĩa được cho động từ thường, mà tính từ chỉ dùng để bổ nghĩa cho động từ to be mà thôi. Cho nên là bạn nói build expensive là thấy sai rồi, build more expensive là sai rồi, hoặc là waste more expensive cũng sai luôn. Ngữ nghĩa cũng sai mà cấu trúc cũng sai là bạn đầu tiên. Thế thì ở đây không phải là sai đúng, mà ở đây là mình cùng nhau góp ý để mình tiến bộ thôi. Các bạn đừng có quan trọng cái sai đúng này ha, để đảm bảo là cái đề thi của mình cuối kỳ mình sẽ làm tốt. Thế mình phải nói lại cái câu của bạn kia là bạn cố tình bạn thêm chữ cost, mà bây giờ giả tưởng như mình không phải thêm chữ cost vào, mình vẫn đảm bảo chủ ngữ của mình là the Lincoln Tunnel y như hồi nãy giờ, thì mình sẽ làm sao như đề thi? Có cách nào không? Còn cách nào không? The Lincoln Tunnel spend more expensive than Holland Tunnel. Bạn so sánh cái này mắc hơn cái kia thì người ta cũng biết mắc làm sao, đúng không? Rồi bạn ở chỗ đó là ý bạn là The Lincoln Tunnel. Bạn Nam nói lại xem. The Lincoln Tunnel has more expensive cost than the Holland Tunnel. Bạn là has more expensive cost là bạn cố tình bạn dùng danh từ rồi. Còn đây người ta lại cố tình người ta muốn bạn dùng tính từ mà. Khi người ta muốn bạn dùng danh từ thì người ta phải bỏ danh từ ở đó. Ví dụ bạn thấy câu 2 không? Người ta đỡ chữ cost. Ý người ta muốn là phải dùng danh từ cho tôi trong so sánh hơn. Câu số 5, bạn phải dùng danh từ cho tôi. Nhưng mà ở những câu khác người ta muốn bạn dùng tính từ. Ông tác giả này ông đòi mình dùng tính từ. Không có cho expensive. Đây cô sửa ha. Thế thì mình sẽ nói là the Lincoln Tunnel. Cái việc này đã xảy ra trong quá khứ rồi. Cái việc mà chi phí xây dựng thì nó đã xong. Thì cô Phúc sẽ chia động từ ở thì quá khứ ha. Thì cô sẽ nói là the Lincoln Tunnel was expensive. Ngay tới đây là bắt đầu dúng các bạn rồi đó. The Lincoln Tunnel was more expensive. Thế thì để liên quan tới việc xây dựng thì cô sẽ để là expensive to build. Expensive to build. Đấy. Để xây dựng. The Lincoln Tunnel were more expensive to build than the Holland Tunnel. Nghĩa là thỏa được các yêu cầu của tác giả. Ok. Và cô vẫn dùng so sánh với tính từ thôi nha. Cái expensive của cô đang so sánh với tính từ thôi, chứ cô không đi so sánh với danh từ. Cô không nói là has more expensive cost. Rồi về nhà các bạn đặt thêm nha. Từ từ. Rồi, bây giờ mình đặt câu với những cái số 1. Bây giờ số 1 mình đi search. Ok, cái này số liệu. Rồi, cái này thì thật ra các bạn sẽ phải thảo luận ở trong group 2 người. Giờ bạn chụp đi, bạn chụp hình của student A trước đi ạ. Đây đang là hình của student A. Student A sẽ nắm tờ giấy của student A, còn student B sẽ nắm student B. Sau đó mình hỏi nhau, sao mình so sánh thế thôi.
Rồi, student B đây bạn. Ok. Rồi. Vậy nếu như giả tưởng cô có số liệu như thế này. So which is taller, Eiffel Tower or CN Tower? So if my sentence begin with CN Tower, so what is your sentence? And if my sentence begin with Eiffel Tower, so what is your answer? CN Tower is taller than FN Tower. CN Tower is taller than Eiffel Tower. Do you agree with him? Yes. Yes, good. How about number two, Eiffel Tower? Eiffel Tower is taller than CN Tower. Cô nghe là is taller hả bạn? Is not. Is tall là thấy sai rồi. Eiffel Tower isn't tall as isn't tall as cũng sai luôn ạ. Eiffel Tower is shorter than CN Tower. Eiffel Tower isn't taller. Isn't as tall as tall as. Đúng rồi, đọc lại các câu ạ. Bạn này đúng rồi nè. Eiffel Tower isn't as tall as CN Tower. Đúng rồi. Người này đúng rồi đó. Rồi, bạn cẩn thận với cấu trúc so sánh bằng nha bạn. Cẩn thận nha. Cầu nào dài nhất Việt Nam ta? Cầu bắc qua biển. Cát Hải, Hải Phòng. Cát Hải, Hải Phòng bao nhiêu bạn? Như hơn 10 km đó cô. Hơn 10 km luôn. Yeah. Ồ vậy là có vẻ nó dài hơn cái cầu bắc qua Nhân Hội ở Bình Định Quy Nhơn đúng không? Quy Nhơn Bình Định đúng không? Dạ. Yeah. Wow, ghê quá Hải Phòng, tôi chưa được đi Hải Phòng, mới hấp dẫn vậy. Bà ở Hải Phòng à? Không, ngày xưa em làm dự án phim Pháp ở đó, em có đi cái đó thường xuyên. Yeah. Oh, I see. Mm. Thank you. Rồi, tôi hy vọng là tới bây giờ bạn đã nắm được một số thông tin về nắm được một số cái gọi là kiến thức cơ bản về việc so sánh và cấu trúc so sánh bằng. Còn về so sánh thì bạn có thể nắm được so sánh với tính từ và so sánh với danh từ là hai nội chính ngày hôm nay. Bạn chú ý. Ok, now we come to part B. Ok, interaction, interesting and unknown fact. So, look at the picture. What do you see? Who do you see? Who do you see? I see. Who do you see? Man and woman. Say it nhỉ bạn. Look at the picture. Bạn có tranh không? Thấy tranh không? I see the man and the woman. You see. They look at the computer. Oh, good, good. Bạn trả lời đúng quá nhưng mà cái giọng của bạn á nó không tự tin. Không tự tin là do bạn là người rụt rè hay là do bạn buồn ngủ? Không có buồn ngủ. Nhảy hả? Sao giọng buồn thiếu à? Không giọng buồn thiếu. Hả? Thiếu tự tin đó cô. Rồi, đừng thiếu tự tin. Giọng buồn thiếu không hấp dẫn. Nhiều mình nói là ok, I can see a man and a woman who are looking at the computer, right? Good, I agree with you. What is the connection between the first and the second pictures? You can see two pictures on the screen, right? So what is the connection between them?
Ai nãy giờ chưa nói càng phải nói nha. In the first picture, there are two people, and the second picture, there are two stone statue. So the connection in number two. I think I don't think there are two statues in the second picture. Do you agree with me, other students in the class? Many statues. Yes, you can see small statues over there, right? So more than two, but you can see two big ones. Okay, so what is the connection? Khó nha. Trả lời được sự liên kết giữa hai bức tranh là khó, nhưng mà thật ra nó không khó. Bạn nhìn kỹ là phát hiện nó không khó. I see the first picture and the second picture have at the same the human face. Bạn biết sao mà có cùng khuôn mặt vậy? Tự nhiên người ta khi nhìn mượn khuôn mặt của hai người đó để khắc lên bức tượng này à? Kỳ cục. Không có nha. I think the second picture is a green up computer. Oh, yes, yes, good. The second picture is the information that the people are looking up. Understand what I mean? Yes. Ý ở đây là cô đang nói là cái hình ảnh hai đó chính là cái thông tin mà hai người này đang tìm kiếm trên cái máy tính. Chứ nghĩ sao bạn nói cái đá này nó có từ 500 năm tới 700 năm trước đây mà hai người này còn trẻ măng. Nghĩ sao mà họ 500-600 tuổi bạn? Không được, không có trả lời vậy ha. Rồi bây giờ mình nghe nè. Sau đó mình sẽ trả lời câu hỏi what question can Rachel answer? What question can Rachel answer? Listen. Lesson B. I don't believe it. Page 46. Exercise 1. Interactions. Interesting and unknown facts. Part B. This is pretty interesting. Look at this. What's that? I'm looking at this website about the statues on Easter Island. It says they found almost 900 statues. No way. Yes. Most of the statues face inland. Only a few of them face the sea. When did the Easter Islanders make them? Let's see. About 500 to 750 years ago. Look so heavy, don't they? Yes, they do. How did they move them? I really don't know. But let's see if we can find out. So, what is the answer for my question? What question can Rachel answer? I think question can is how did they move them? How did they move them? They, so you refer to? How did statues move them? How did statues move them? Làm sao những bức tượng di chuyển chúng? Chúng là ai? Bức tượng là sao di chuyển được? How did they move statues? How did they move statues? So they here refer to? Vậy chữ đây đầu tiên trong chủ ngữ câu của bạn là chữ gì? How did they move statue? So they refer to? Easter Islanders. Yes, good. The Easter Islanders. So how did Easter Islanders move the statue? Bởi vì đây là một trong cái cuộc hội thoại, cho nên rằng là người ta không cần nhắc lại thì người ta cũng hiểu. Tuy nhiên khi mà mình trả lời một cái câu riêng biệt thì mình buộc phải có thông tin cụ thể để cái người đọc á, người mà chấm cái câu trả lời của mình họ hiểu
toàn bộ nội dung mà không cần phải đọc cái bài này. Thì khi đi thi mình cũng phải chú ý điều này khi mình thi ha. I say that again. What question can Rachel answer? So Rachel can answer how Eastern Islander move the statue. Đây, cô show trên bảng cho các bạn đây. Rồi, đi ha. Di chuyển ha. Rồi, ai đóng vai cho cô nào? Khi đóng vai bạn chú ý giùm cô là ví dụ mình sẽ nói là khi mình đang nói là cái này nó thú vị thì cái giọng mình đóng vai thú vị theo. Mình tò mò thì mình phải lên giọng. Hoặc mình không thể tin được thì mình sẽ nói no way. Chứ mình đừng nói no way. No way là nó không ra được cái giọng ngạc nhiên là no way có nghĩa là không thể nào mình không tin được. Bạn đấy, và ở trong này nó nói là they have found almost 900 statues. Có tới 900 bức tượng, nhưng mà bạn hồi nãy là nhất định có hai bức tượng thôi nha. 900 bức nha bạn, trên hòn đảo đó là 900 bức ha. Who can? I'm Rachel. Okay. Who will be Kate? Có những bạn rất rụt rè, im lặng nhưng mà tỷ lệ nó cũng đông á. Mà ngộ nha, tỷ lệ sinh viên mà phát biểu cũng không nhiều lắm, nhưng mà tới khi mà nói là tự mình ghi chú cái lần phát biểu là tôi thấy tỷ lệ đông lắm luôn á. Hôm nay là có mấy giọng quen à. Who can? Em can. Okay. Rachel first. Yeah, this is pretty interesting. Look at this. What's that? I'm looking at this website about a study on Easter Island. It says they have found almost 900 statues. No way. Yes. Most of the statues face inland. Only a few of them face the sea. When did the Easter Islander make them? Let's see, about 500 to 750 years ago. They look so healthy, don't they? Yes, they do. How did they move them? I really don't know, but let's see if we can find out. Sure, very good, thank you. Lesson B. Okay, so in this part, we will know how to express our belief. So, for example, you can say like some phrase like seriously, or I don't believe this. So, do you still remember the phrase in the conversation which showed the disbelief? No way. Yes. No way. Nghĩa là những cái cụm từ mà được sử dụng để thể hiện là mình không thể tin nổi được. Nó nghe nó ngạc nhiên lắm thì mình sẽ dùng những từ như là no way hay là seriously, I don't believe it, right? And I would like to introduce some phrases that you use to say you don't know. For example, you can say that I have no idea, or I don't have a clue. So do you still remember a phrase in the conversation that the speaker show that they doesn't know something? I really don't know. Exactly. I really don't know. Good. Ở phần này thì bạn sẽ chú ý đây là những cái cụm từ rất là quan trọng. Ở mỗi buổi thì chúng ta sẽ học những cái cụm mà giúp cho chúng ta thể hiện lời hứa hay giúp chúng ta từ chối. Hay là hôm nay thì chúng ta thể hiện cái chúng ta không thể tin điều đó là sự thật, hoặc là chúng ta nói là chúng ta không biết. Thì thay vì chúng ta nói những cụm như hồi giờ ta hay nói như là I don't know, đúng không? Câu phổ biến nhất của các bạn là I don't know. Nếu bạn muốn nhấn mạnh hơn thì bạn sẽ nói là I really don't know. Hoặc là cái câu mà tôi thấy
nếu bạn xem phim đi thì bạn thấy khá phổ biến ở cái câu là I have no idea. I have no idea là nghe thường xuyên luôn. Hoặc là I don't have a clue. Right? I don't have a clue nó nghe nó trang trọng hơn chút xíu. Ok. Bây giờ mình sẽ thử thay thế nội dung của đọc hội thoại bằng cách là mình sẽ dùng những cái thông tin ở bên dưới. Ví dụ các bạn có thể chào hỏi nhau một cái ngẫu nhiên, sau đó bạn hỏi người ta về một cái thông tin mà đang đề cập ở bài đi, rồi bạn cũng nói là khi bạn nói cái thông tin đó thì bạn kia sẽ là không biết chẳng hạn như vậy. Tùy làm sao nữa mà bạn thể hiện trong đó là thể hiện cái mà bạn không thể tin điều đó là đúng được, vì nó vượt ngoài sự tưởng tượng của bạn mà yêu điều đó đúng. Và cấu trúc là bạn thể hiện là bạn không nói được. Rồi các bạn có cái nhóm hai người không ta? Có không bạn? Nếu ai có sẵn nhóm hai người thì mình luyện tập nhóm hai người. Còn ai không có sẵn thì mình sẽ có 2 phút để suy nghĩ trước khi cô mời các bạn nói ha. Dữ liệu nằm ở bài D nha bạn. This is a pretty interesting. This is interesting. Look at this. What it does? I'm looking at the website about the status. The status on Easter England is say that's from almost 900 status. Rồi. Rồi. Bạn nào có thể nè? No way. Yes, most of the status for England on only a few of face sees. Đây là cái này để nó thành bài tập về nhà. Bây giờ là 9 giờ rồi. Mình bình thường thôi. Mình chọn hay là bạn nói nội dung của bạn cũng được. Có nghĩa là một mà hai bạn này thì cũng không quen biết nhau đúng không? Ai chà, chắc là mình phải để qua cái speaking tiếp theo quá. À, từ từ ha. À, bây giờ mình sẽ chú ý. Ok, pay attention to intonation in touch question. Mình sẽ chú ý ở cái lên giọng và xuống giọng ở cái câu hỏi đuôi các bạn ha. Nếu như trong cái câu yes no question á, thì mình sẽ lên giọng ở cuối câu. Do you know me? Do you know me? Còn câu hỏi đuôi có nghĩa là cũng là câu hỏi, nhưng mà người ta không đảo trợ động từ ra phía trước chủ ngữ mà người ta để phía sau. Ví dụ, the statue look heavy, don't they? Thì động từ chính của chúng ta đang là look, là động từ thường. Nếu như look là đang ở thể khẳng định, thì ở phía câu hỏi đuôi nó phải nằm ở thể phủ định. Được chưa? Sau đó người ta coi thử chủ ngữ đang là số nhiều hay là số ít, thì người ta không lặp lại nguyên cái danh từ ở phía trước, mà người ta mượn đại từ người ta nói.
và chữ look đang ở khẳng định mà động từ thường ở thì hiện tại đơn, thì cô sẽ mượn trợ động từ ở thể phủ định đó là don't. The statue nó là danh từ số nhiều thì cô mượn đại từ là they. The statue looks so heavy, don't they? Ở câu thứ hai thì động từ chính của cô là is, nó đang ở khẳng định thì cô phải biến nó ra phủ định. Đối với động từ to be thì mình giữ nguyên và mình thêm phủ định hoặc không thêm, ngược lại thôi. Rồi the Iceland là đang danh từ số ít thì cô mượn đại từ thay thế đó là it, isn't it? Bây giờ bạn chú ý phát âm ha. Page 47, exercise 2, pronunciation, intonation in tag questions. The statues look so heavy, don't they? The island is beautiful, isn't it? Và là bạn thấy rằng là người ta xuống dòng ở cuối cái câu hỏi đuôi, đúng không các bạn? The statue look heavy, don't they? The Iceland is beautiful, isn't it? Right? Rồi, bây giờ mình sẽ luyện tập bài B. Bây giờ tôi cho các bạn một phút để đọc thử bên đó trước khi tôi mời các bạn ha. Mr. Mr. England. The statue looks so heavy, don't they? Đối với bài B mình cũng sẽ xuống giọng. Is the island it past the tree, isn't it? She was so busy. You rest as all right, didn't you? Still waiting to a what? You're never been there, have you? Have you? You should go there, Sydney. Shouldn't there, probably goes there. Okay, who can? Hello. Easter island is past of chilling, isn't it? You missed that online, didn't you? Tôi mời bạn nữ đang luyện tập đó nhỉ. Đọc đi em. It's Iceland. Chile. Island is part of Chile, isn't it? Isn't it? Number two. You read that online, didn't you? Con này đọc là sai. Ai phát hiện sai gì ta? Bởi vì mình thấy được cái chữ trích trên you ở phía sau. Điều đó có nghĩa rằng là câu này đang ở thì quá khứ. Mà nếu mình đọc là you read thì nó bị sai. You read là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Mình nên đọc sao ạ? You read. Đúng rồi. You read that online, didn't you? Rồi tiếp tục ạ. She wasn't sure was he. Yes, very good. Was she? Number four. Bạn khác nào? Hello. You've never been there,
have you? Chứng tỏ rằng là rất là nhiều bạn mở máy xong xuôi rồi không thấy đâu nhá. À, tôi coi 89 người ở đây luôn mà ít người phát biểu quá trời luôn. 89 người luôn á, là đông lắm luôn á. Ok. Ủa. Rồi. Bây giờ tao qua phần nghe các bạn nhé. Ok, you come to practice our listening. So in this part, you have changed to practice how to listen for detail. Ở đây mình sẽ được luyện tập được cái kỹ năng là lắng nghe cái thông tin chi tiết. So you listen to two people talk about the city of Sibam in Yasmin. Number the question from 1 to 5 in the order you hear. Ở đây thì ở lần nghe thứ nhất, người ta yêu cầu bạn hãy đánh số thứ tự, trật tự của các câu hỏi. Có nghĩa là người ta đang để những câu là is it easy to get to, or how many people live there, hay là what is famous for. Nó đang ở trật tự sai. Thì mình đánh số là nếu mình nghe người ta hỏi câu nào trước thì mình đánh số 1, thế thôi. Sau câu 1 người ta hỏi tới câu nào thì mình đánh số 2. Cứ như vậy cho hết bài. Thì ở cái phần nghe thứ hai thì mình nghe và mình trả lời câu hỏi. Và mình kết hợp luôn cái việc mình đánh số và mình cố gắng ghi chú được thông tin. Khi mình nghe thì mình đừng có trả lời nguyên câu. Ví dụ người ta nói là how many people live there, thì có thể người ta trả lời là there are blah 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 live in the city of Sibam chẳng hạn như vậy. Thì mình chỉ cần ghi cái số liệu của họ mà thôi. Ví dụ mình nghe người ta nói là 2500 gì đó, thì mình cũng phải nghĩ ra được cái cách rằng làm sao mình ghi chú được số liệu đó đúng nhất trong thời gian ngắn nhất. Rồi, ví dụ như người ta hỏi về how high thì mình sẽ chú ý về đơn vị mét chẳng hạn như vậy. How old the city thì mình nghĩ tới cái số tuổi của thành phố thì người ta sẽ nói như thế nào. Và hình dung chưa? Phải có hai nhiệm vụ và khi mình đọc đề mình cũng sẽ suy luận. Listen. Page 47. Exercise 3. Listening. Manhattan of the desert. Hey, look at this. I'm reading this book about the city of Sibam. Sounds like a fascinating place. Sibam? Yeah, it's a famous city in Yemen. Oh, what's it famous for? Skyscrapers. It is? It's sometimes called Manhattan of the desert, or the oldest skyscraper city in the world. But all the buildings are made of mud. No way. Yeah. Here, look at this picture. Cool. How old is the city? It looks really old. Let's see. It's more than 2,000 years old. Seriously? That's really old. How high are the tallest buildings? Some are more than 30 meters high. Wow, that is high. And people still live in the city. What an interesting place to live. I agree. How many people live there? I have no idea. Oh, here. It says about 7,000. Really? I'd love to go there someday. Is it easy to get to? I don't have a clue. Let's see. Maybe we can find out online. Good idea. Các bạn thấy là ở trong cái bài nói này người ta sử dụng rất là rõ ràng. Khi mà mình nghe một cái số liệu nào đó và mình cảm thấy quá ngạc nhiên thì mình sẽ kêu là no way, I don't believe it, right? Hoặc là nếu như mình cảm thấy mà không biết thì mình sẽ nói là I have no idea, hay là I don't have any clues. Chẳng hạn là bạn chú ý cách của người ta sử dụng ngôn ngữ ha. Rồi ví dụ mình nghe cái số liệu là 4,000 đi, ví dụ như vậy, thì thay vì mình ghi đúng bốn số thì không kịp, thì mình sẽ ghi số 4 cộng với chữ K đó. Hồi giờ mình nghe ở ngoài đường, ở mỗi lần mà mình đi tới mấy cái cửa hiệu á,
thì mình thấy người ta để giá là 15k ly cà phê 15k thì có nghĩa là 15.000. K trong tiếng Anh nó là thousand, cái chữ K đó là mình mượn của nước Anh đó bạn, chữ K đó chính là mã hóa trong toán học của người Anh, đó là thousand, K đó là thousand. Sau này người Việt mượn mà ghi như vậy ha. Bây giờ mình nghe lại ha. 847. Exercise 3. Listening. Manhattan of the desert. Hey, look at this. I'm reading this book about the city of Shabam. It sounds like a fascinating place. Shabam? Yeah, it's a famous city in Yemen. Oh, what's it famous for? Skyscrapers. It is? It's sometimes called Manhattan of the desert, or the oldest skyscraper city in the world. But all the buildings are made of mud. No way. Yeah, here, look at this picture. Cool. How old is the city? It looks really old. Let's see. It's more than 2,000 years old. Seriously? That's really old. How high are the tallest buildings? Some are more than 30 meters high. Wow, that is high. And people still live in the city. What an interesting place to live. I agree. How many people live there? I have no idea. Oh, here. It says about 7,000. Really? I'd love to go there someday. Is it easy to get to? I don't have a clue. Let's see. Maybe we can find out online. Good idea. Chào các bạn, 15 giây cho các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sửa các bạn nhé. Bây giờ mình phải đánh số bức tranh. Mình đánh số câu hỏi trước ạ. Các bạn ổn không ạ? Yes. Yes. Ok, được hai cái yes rồi, thấy happy rồi đó. Rồi. Rồi, số 1 bạn nghĩ là câu nào nhỉ? What's it famous for? So great. Good. So what is the second question? How old is the city? How old is the city? Rồi, cô có nghe một bạn nam khác nói là how high are the tallest building đúng không ạ? Yes. À, và đang có hai đáp án. Cái nào trước nhỉ? How old is the city? Cảm giác như là rất nhiều bạn chọn how old is the city. Và chỉ có một bạn chọn how high thôi. Và tôi cũng chọn chung với cái nhóm đông đó ha. How old is the city là câu hỏi thứ hai bạn. Number three. Đúng rồi, câu này rõ ràng mình nghe là thứ ba. Ok. Next. How many people live there? And the last one? Bây giờ là đánh số thì nó vẫn dễ hơn là ghi câu trả lời. Đúng không? Rõ ràng đánh số nó vẫn dễ hơn. So what's it famous for? Skyscraper. Skyscraper, right? It's skyscraper. Đồng ý với các bạn.
about number two? 2,000 years old. Các bạn trình bày thousand như thế nào? Bạn ghi ra làm sao? Bạn thấy bạn trình bày cái chỗ thousand. 2,000 years old. Đúng rồi, 2,000 years old. Nhưng mà bạn có chấm phẩy gì trong cây dấu trong số 2,000 không ạ? 2,000. Again, you come a point. 2,000. Nếu bạn làm mà 2,000 là bạn đang còn có số 2 á, cái 2 tuổi á. Bởi vì dấu chấm trong tiếng Anh là dấu phân, còn dấu phẩy trong tiếng Anh là dấu ngang cắt. Ngược lại với người Việt, người Việt là dấu phẩy là dấu, không phải là dấu ngang cắt, là dấu chấm mới là dấu ngang cắt. Ví dụ người Việt mình nói là bạn đó là điểm tổng kết là 8,3 đi, thì người Việt mình sẽ nói là 8,3, nhưng người Anh sẽ nói là 8,3 và ngược lại. Vậy ở đây cái số liệu 2,000 này bạn sẽ là số 2. Xong bạn làm gì? Comma. Bạn phản phát ha. Nếu mà tiếng Việt đó là chấm á, nếu tiếng Việt là chấm á, là dùng để ngăn cách á, ví dụ như 30 tỷ thì mình cũng sẽ chấm chấm, cứ 3 số là mình chấm 1 lần kể từ hàng đơn vị trở lên, đúng không? Thì người Anh thì họ sẽ phải ngược lại. Thì số 2,000 này là 2,000. Được chưa? Nó đây 2,000 tuổi đó. Rồi bây giờ mình có nghe chính xác 2,000 tuổi không ạ? Hay nó còn cái gì trước không ạ? Again. Có ai nghe chữ more than hay over vậy mà? Có nha bạn. It is more than 2,000 years old. Đó dấu phẩy của cô nha. Rồi tiếp tục. Number 3. How high are the tallest building? 30 meter. Good. 30 meter. Meter gì bạn? Bạn Nam nói gì? Ở trong tiếng Anh á, khi bạn hai. Nói high, đúng rồi. Khi bạn nói cái gì cao thì bạn phải nói là 30 meter high. Phải nói cái đó bạn. Some are over 30 meters high. How many people live there? 7,000. Một bên là nói là 7,000 people. Hôm nãy tôi nhớ bạn đọc khác mà, bạn nam. Bạn nữ đọc 7,000 á, bạn nam đọc cái gì mà 70 gì đó. Lúc đầu. Ok. Được rồi. So how many people live there? About 7,000 people live there. Tương tự như vậy mình cũng dùng dấu phẩy để ngăn cách ha. So is it easy to get to? She doesn't have a clue. I don't have a clue. Right? Không có số liệu từ chúng mình. Ok. Rồi mình tiếp tục ha. Chắc mình giải lao một chút xíu quá bạn, 9:30 rồi. Mình giải lao 10 phút nha các bạn. Yes. 10 phút thôi ha. Yes.